Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 373 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, mái tóc bạc biến mất, Giang Nam từ già nua biến trẻ trung, phục hồi lại khuôn mặt như cũ. Giang Nam nhìn Công Giã Càn, thẫn thờ đứng nghiêm như tượng, vẻ mặt Công Giã Càn đờ đẫn, bắt đầu già đi, chớp mắt, tóc bạc phơ, từ một người trẻ tuổi điển trai, biến thành một lão nhân tóc trắng xóa. Vô nhân cấm khu xây dựng từ thời đại nguyên đạo đã không tồn tại, bằng hữu cũ trước kia biến mất trong các đợt tịch diệt kiếp. Nam Quách Thiên Ông tuyệt vọng, tưởng nhớ ngày càng trầm trọng hơn. Thời đại nguyên đạo chỉ còn lại Nam Quách Thiên Ông, Nguyên Mẫu và Thiên Phi. Cộng thêm chuyện bằng hữu tốt nhất chết trong tay mình mà Nam Quách Thiên Ông không thể đến được tận cùng đại đạo, không hoàn thành ủy thác của bằng hữu cũ của các sinh linh thời đại nguyên đạo. Nam Quách Thiên Ông bắt đầu trốn tránh, không dám gặp Nguyên Mẫu Thiện Chủ, không dám gặp Thiên Phi, người yêu của bằng hữu cũ. Nam Quách Thiên Ông đặt hy vọng sống lại bằng hữu cũ vào người Giang Nam, cho rằng hắn là tàn hồn của Giang Thái Khư chuyển thế. Bây giờ hy vọng này đã tan biến, giấc mơ đã tan vỡ, Nam Quách Thiên Ông cũng sắp tỉnh lại. Nam Quách Thiên Ông mở mắt ra, con ngươi tràn ngập hy vọng, thân thể nhòa dần. Tiếng cười của Nam Quách Thiên Ông vang vọng. Đế Giang, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tương lai người chứng đạo quân trở thành đạo chủ sẽ nghe thấy tiếng kêu Đế Giang từ sâu trong tận linh hồn mình vang lên. Đó là tiếng vọng hơn ngàn ức năm của ta. Miễn linh hồn của ngươi vang vọng thanh âm đó thì ngươi chính là bằng hữu cũ của ta. Mọi thứ xung quanh biến mất, Giang Nam xuất hiện trên đường đi cửa thứ 5 thông thiên các. Hắn vẫn là cảnh giới thiên quân, thế nhưng đã thăm ngộ thấu suốt tiên thiên nguyên thủy. Con đường nguyên thủy đạo quân đã không còn chướng ngại vật, rất là bằng phẳng. Tay Giang Nam cầm một cuộn tranh, hỗn độn hồng mông xung quanh tan biến, đường đi nối dài ở trước mắt. Giang Nam giở cuộn tranh ra, người trông tranh chứng đạo quân, thế nhưng bộ dạng rất là bi thương. Cuộn tranh không biến mất, bằng hữu tốt của Nam Quách Thiên Ông, Giang Thái Khư cất bức tranh này. Sau khi Giang Thái Khư chết đi, Nam Quách Thiên Ông nhặt bức tranh trân trọng cất cho đến nay. Hiện giờ Nam Quách Thiên Ông không lấy tranh lại. Thiên Phi. Giang Nam cất cuộn tranh đi hướng cửa thứ 6, nhỏ giọng nói. Trong tranh là người yêu của nàng, ta sẽ trả lại cho nàng. Nói đến thì trong mơ ta cũng đã từng yêu nàng, thế nhưng người nàng chờ không phải là ta. Ta không thể cho nàng điều nàng muốn được. Trong đạo quân điện, trên những cây cột đá, các đạo quân rung động. Đế Giang lại xuất hiện, mau, mau thông báo cho Nguyên Mẫu đi. Hắn biến mất lâu đến vạn năm, rốt cuộc Đế Giang đã đi đâu vậy? Sao, nhanh quá, hắn đi cửa thứ 6 rồi. Mà khoan, Đế Giang đã qua cửa thứ 6, biến thái như vậy sao? Trên các cây cột, những đạo quân cổ xưa của đạo quân điện chấn động. Bọn họ không thể thấy Giang Nam, thế nhưng cảm ứng được vị trí của hắn. Giang Nam mới bước ra cửa thứ 5, đã lao ngay đến cửa thứ 6. Điều này chứng minh Giang Nam đã vượt ải. Các đạo quân sắp điên, tuy độ khó cửa thứ 6 không bằng cửa thứ 5, thế nhưng cũng là một cửa ải cực kỳ nguy hiểm. Có thể đi đến đây đều là tồn tại đỉnh cao trong đạo quân. Dù là bọn họ cũng phải mất một thời gian rất dài tham ngộ, lĩnh ngộ, nghiên cứu huyền diệu của cửa ải này rồi mới có cơ may vượt ải. Ba điện chủ đạo quân điện có tốc độ nhanh nhất, đứng đầu là Tịch Diệt đạo nhân dùng 8.000 năm. Thứ hai là Vô Cực Thiên Tôn dùng 12.000 năm. Nguyên Mẫu điện chủ kém hơn một chút, mất 30.000 năm. Mấy đạo quân khác hơn phân nửa bị cửa ải thứ 5 loại khỏi cuộc chơi, hiếm ai đi đến cửa thứ 6 và ra khỏi đó. Những người ra cửa thứ 6 thường mất 100.000 năm. Có một đạo quân cổ xưa bị nhốt trong cửa thứ 6 suốt một năm hỗn độn, năm 60 ức năm mới ra khỏi cửa thứ 6 được. Sao có thể nhanh chóng qua cửa thứ 6 như vậy được? Chẳng lẽ Đế Giang gian dối hay sao? Mà tại sao Nguyên Mẫu còn chưa về? Nếu có Nguyên Mẫu điện chủ
chắc chắn sẽ thấy ra đế giang có gian dối hay không. Trời ơi, hắn lại sắp qua cửa thứ bảy rồi. Hey, hai vị điện chủ sơ đái để lại thông tin khác đã mất đi hiệu lực rồi hay sao? Tại sao có người lại nhanh chóng vượt qua cửa thứ bảy được? Dạ, nhất định là dạ. Trời ơi, đế giang qua cửa thứ 8 rồi. Nguyên mẫu chưa từng qua được cửa thứ 8. Chỉ có vô cực thiên tôn, Quảng Đô điện chủ là qua và tốn thời gian rất rất lâu. Trên các cây cột, tất cả đạo quân của đạo quân điện đứng dậy, khí thế khủng bố dao động trong hư không. Bọn họ không tin nổi chuyện xảy ra trong thông thiên các. Bọn họ cảm ứng trong thông thiên các, Giang Nam đi nhanh đến khó tin, vượt qua các cửa, hầu như không bị ngăn cản, xông đến cửa ải thứ 9, khó nhất trong thông thiên các. Thông thiên các có 9 cửa, cửa thứ 9 là cửa tịch diệt. Vô cực thiên tôn hay tịch diệt đạo nhân đều không qua được ải này. Khi đó tịch diệt đạo nhân gọi là Quảng Đô, đã có tạo nghệ khó mà tưởng tượng với đại đạo tịch diệt. Thế nhưng trong cửa này, tịch diệt đạo nhân tay trắng trở về, không thể đánh lại cửa tịch diệt. Vô cực thiên tôn cũng vì thế mới biết tịch diệt đạo nhân không thể hoàn toàn khống chế được đại đạo tịch diệt. Nhưng cửa thứ 9 làm tịch diệt đạo nhân vô cực thiên tôn gục ngã, không ngăn cản được bước chân Giang Nam trong giây lát, hắn xông thẳng qua. Đạo quân của đạo quân điện cảm thấy mình như sắp điên, từ lúc đạo quân điện sáng lập đến nay chưa từng có tình huống này. Khi Giang Nam vượt ải thứ 5 mất 10000 năm, trong đạo quân điện chỉ xếp hàng trung thượng đẳng, không xem như đặc biệt xuất sắc, không bằng đẳng cấp điện chủ. Nhưng mấy cửa sau thì quá rùng rợn, kinh thế hãi tục. Sau cửa thứ 9 là hai vị điện chủ sơ đại, cho rằng tận cùng đại đạo, nơi đó chứa đạo diệu của hai điện chủ. Nguyên mẫu hay tịch diệt vô cực đều chưa từng đến đó. Những người khác cũng càng đừng mơ tưởng. Chắc chắn là mấy cửa ải trong thông thiên khác mất hiệu quả rồi. Nhất định là như vậy, nhất định. Nếu không tại sao đẳng cấp thiên quân lại chạy thẳng đến cửa thứ 9 được? Mà sao nguyên mẫu còn chưa đến vậy? Không có nguyên mẫu mở cửa thông thiên các ra thì chúng ta không thể vào tận cùng trong các xem được. Bọn họ không biết rằng các cửa thông thiên các không có mất hiệu quả, mà do trong giấc mơ của Nam Quách Thiên Ông, Giang Nam với thân phận Giang Thái Khư trong hai vị điện chủ sơ đại đi qua hơn 100 ức năm. Trong hơn 100 ức năm xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ tái hiện thịnh thế thời đại nguyên đạo, còn chứng kiến đại kiếp nạn khủng bố hủy diệt thời đại nguyên đạo. Hơn nữa Giang Nam tự tay chế tạo đại quân điện, bài bố thông thiên các. Thông thiên các không mất hiệu lực, nó chỉ không còn bí mật gì với Giang Nam nữa. Nếu mấy đạo quân trong đạo quân điện đi vào sẽ bị nhốt trong đó, khó thoát ra nhanh được. Giờ phút này bên ngoài đạo quân điện, nguyên mẫu điện chủ buồn bã nhìn bóng lưng của Nam Quách Thiên Ông rời đi, im lặng thật lâu. Nguyên mẫu điện chủ không biết giữa Nam Quách Thiên Ông và Giang Nam đã có chuyện gì. Vẻ mặt Nam Quách Thiên Ông không vui không buồn, tuy nhiên nguyên mẫu điện chủ cảm giác trong lòng vị sơ đại điện chủ này có chút thất vọng, một ít mong chờ, rất mâu thuẫn. Thế nhưng chắc chắn một điều là Giang Nam đã vượt qua thử thách nhưng không có kết quả như Nam Quách Thiên Ông mong muốn. Nguyên mẫu điện chủ nhỏ giọng nói: Cổng Dã, tại sao người kéo ta vào đạo quân điện, không cho ta chết trong kiếp vậy? Tại sao tránh né ta, trốn nước ngàn năm? Nguyên mẫu điện chủ xoay người trở vào đạo quân điện. Lúc này thông thiên các cầm vang chấn động, lòng nguyên mẫu điện chủ rung lên, chớp mắt xuất hiện bên ngoài thông thiên các. Linh quang bay lượn quanh thân nguyên mẫu điện chủ, biến thành một bàn tay nâng cánh cửa thông thiên các. Rốt cuộc nguyên mẫu đã đến rồi. Trọng Hòa đạo tôn và mấy đạo quân khác mừng rỡ vội nói: Nguyên mẫu, thông thiên các xảy ra vấn đề rồi, mấy cửa sau biến mất rồi. Đế giang một hơi vượt qua mấy ải đi đến cuối, hắn nhẹ nhàng qua cửa ải thứ 9 kìa. Một lão đạo quân tóc bạc phơ cười to nói: Đúng vậy, đế giang biến mất vạn năm, ta vốn đang thắc mắc rằng nghi ngờ thông thiên các hành động có chỗ sai sót của nó. Bây giờ đế giang một hơi vượt qua 9 cửa lại càng khẳng định điều này. Nguyên mẫu, đây là dịp tốt trời cho, xin nguyên mẫu điện chủ đưa chúng ta vào để chúng ta thấy tận cùng đại đạo trong lòng hai vị điện chủ sơ đại, nghiệm chứng khiếm khuyết của nhau. Xin nguyên mẫu điện chủ hãy thành toàn. Các đạo quân vẻ mặt mong chờ, mắt sáng rực nhìn nguyên mẫu điện chủ. Nguyên mẫu điện chủ ngạc nhiên. Cửa thông thiên khác mở, Giang Nam bước ra, đạp cây cầu linh quang đi tới bên cạnh mọi người. Nguyên mẫu điện chủ truyền âm hỏi:
Đế Giang đạo hữu, có phải thông tin khác bị sai sót gì không? Bọn họ nói đạo hữu liên tục qua chính cửa, không tạm dừng chút nào cho đến điểm cuối, thấy tận cùng đại đạo, trong lòng hai vị điện chủ sơ đái. Giang Nam kinh ngạc truyền âm nói: những cửa ải này vẫn còn, đối với ta thì không khó khăn, thế nhưng với bọn họ thì... Giang Nam chưa nói xong, Nguyên Mẫu điện chủ chớp mắt hân hoan nói: thông thiên các có sai sót sao? Đây là chuyện lớn, nếu được thấy tận cùng đại đạo của hai vị điện chủ sơ đại, chúng ta có thể xác định với nhau, không chừng có thể đến tận cùng đại đạo. Chỉ đẳng cấp điện chủ mới mở thông thiên các ra được, Quảng Đô phản bối vô cực ngồi xem, còn mỗi ta có thể mở. Thôi được rồi, để ta chủ trì thông thiên các vậy, các ngươi mau vào đi, chờ khi các ngươi đi ra, chắc tu vi thực lực tiến bộ vượt bậc, có đẳng cấp điện chủ, khi đó ta cũng muốn vào xem. Các đạo quân cổ xưa như Trọng Hòa đạo tôn mừng rỡ khom người nói: kính nhờ Nguyên Mẫu vậy. Các đạo quân bước lên cây cầu dài linh quang, chạy tới cửa thông thiên các. Đám đạo quân thi nhau xông vào trong thông thiên các. Nguyên Mẫu điện chủ thu tay về, cửa thông thiên các đóng kín. Giang Nam rất ngạc nhiên hét lên: Nguyên Mẫu, những cửa ải đó thật sự còn, ta không có lừa người. Nguyên Mẫu điện chủ bật cười: là ta lừa bọn họ. Ánh mắt Nguyên Mẫu điện chủ gian như hồ ly nói: những tên kia sớm đã quy thuận vô cực, nếu hắn gặp khó khăn trong tiên giới sẽ khiến cho đạo quân của đạo quân điện đi giúp đỡ ngay, sẽ làm trái với nguyên tắc của đạo quân điện. Mấy tên này sớm có lòng nhập thế sẽ bị vô cực dụ dỗ thôi. Bây giờ ta nhốt bọn họ trong thông thiên các này, họ bị mấy cửa ải giam giữ, ít thì mấy chục, hàng trăm vạn năm, lâu thì mấy ức năm. Giờ ta không cần lo bọn họ chạy lung tung mà gây ra rắc rối nữa rồi. Nguyên Mẫu điện chủ mỉm cười nói: người yên tâm, bọn họ đi ra sẽ không tính sổ với ta, mà cho rằng là ngươi hại họ bị nhốt nhiều năm như vậy, có muốn tính sổ thì cũng là tìm ngươi. Giang Nam xoe tròn mắt, giây lát sau thở hắt ra: Nguyên Mẫu có thể chủ trì đạo quân điển nhiều thời đại, quả nhiên không uổng danh, thủ đoạn này làm cho người ta khâm phục mà. Điện chủ, ta đã đến điểm cuối của thông thiên các rồi, thấy được tận cùng đại đạo trong lòng hai vị điện chủ, Nguyên Mẫu có muốn biết không? Nguyên Mẫu điện chủ tò mò hỏi: vậy có thể nói cho ta nghe được không? Giang Nam lắc đầu: đạo không thể nói, nhưng có thể biết được. Thần thức Giang Nam dâng lên bao phủ Nguyên Mẫu điện chủ trong thần quang. Thần thức rơi vào đầu Nguyên Mẫu điện chủ, bày ra hai dị tượng. Người Nguyên Mẫu điện chủ run lên, trong đầu thấy hai bức dị tượng. Cảm giác xung quanh không còn gì tồn tại, nàng chìm đắm trong đạo, say mê nó. Nữ nhân ngốc, tận cùng đại đạo của hai điện chủ còn nhiều thiếu hụt, đủ làm khó nàng một đoạn thời gian. Khi nàng tỉnh lại có lẽ đã qua mấy ức năm rồi. Giang Nam xoay người đi ra khỏi ngoài điện: cũng nên rời đi rồi, hơn 100 ức năm ta cảm thấy thật là thương hải tăng điện. Bên ngoài đạo quân điện, Giang Nam nhìn Thiên Phi đạo tôn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn giáo chủ trước đại điện. Theo thời gian trôi qua, thời đại tiên đạo không ngừng biến đổi, tất cả in vào con người nữ nhân đứng trước đạo quân điện này. Nhưng nàng không nhìn đại đạo thời đại tiên đạo thay đổi, nàng chỉ chờ người mình yêu quay về. Thiên Phi. Giang Nam đứng bên cạnh Thiên Phi đạo tôn, lấy bức tranh Thái Khư chứng đạo ra đặt vào tay nàng. Giang Nam im lặng giây lát nói: người nàng chờ sẽ không quay lại. Người Thiên Phi đạo tôn run lên, biểu tình nghiêm túc nói: ta biết, thế nhưng lỡ như hắn trở về thì sao? Giang Nam giật mình, lắc đầu bước đi đến thời đại tiên đạo. Thiên Phi đạo tôn giở cuộn tranh ra, nhìn nam nhân trong tranh, người khẽ run. Thiên Phi đạo tôn thẫn thờ nhìn. Thiên Phi đạo tôn ngước nhìn bóng lưng Giang Nam đi xa, giọt nước mắt rơi trên mặt nam nhân trong tranh. Thiên Phi đạo tôn nhỏ giọng nói: là ngươi sao? Ngươi đã về, khuôn mặt thay đổi, mang theo bức tranh ta tặng ngươi quay về. Giang Nam như sao băng bay xa, xông vào tiên giới, xông vào Đại La Thiên, đi tìm Thiên Vi. Giang Nam ôm chặt nữ nhân vào lòng thật lâu, không muốn buông. Thiên Vi vùng vẫy giây lát, không thoát ra được, đành mặc cho Giang Nam ôm siết. Thiên Vi cười nói: đã lâu lão xa không thân thiết như vậy rồi. Giang Nam thở phào lẩm bẩm: phu nhân, trăm ức năm qua đi, ta phát hiện người ta yêu nhất là các ngươi, không nỡ buông tay.
Thiên Vi im lặng giây lát sau nói: Mới hơn 10,000 năm, làm gì lâu đến 100 ức năm đây. Lão già, Tuyết tỷ tỷ sắp chứng đạo thiên quân. Giang Nam lặng yên, thầm tự diễu: Giang Tuyết tỷ tỷ sắp chứng thiên quân sao? Ta dù gì cũng không phải là Giang Thái Khứ. Giang Thái Khứ có thể lưu luyến bụi hoa, yêu nhiều nữ nhân mà vẫn ung dung bình tĩnh. Trong lòng ta chỉ có 2 nữ nhân đã chật vật như vậy rồi. Thiên Vi nhẹ giọng nói: Lão già, Tuyết Tình đã đi chỗ Tuyết tỷ tỷ, kết thúc tình mẫu tử. Bây giờ chỉ chờ lão ra đi, chấm dứt tình duyên thôi. Giang Nam nhẹ gật đầu, cổ họng khô khốc nói: Ta sẽ đi, đi thôi. Giang Tuyết ở trong thánh cảnh thuộc loại hiếm có trong tiên giới, tên là Đông Cực Thánh Cảnh, nằm ở vùng cực đông đại lục tiên giới bao la bát ngát. Bên trên có vô số ngân hà tinh hệ quay quanh xoay tròn, Đông Cực Thánh Cảnh tự thành một giới. Hoa thơm chim hót, tiên thú khắp nơi, có một con rùa to phập phành trong biển như các đại lục, có rồng lặn dưới đáy biển chế tạo long cung, lại có thể phượng vùng vẫy. Giờ phút này, Giang Tuyết Tình đã đi theo bên cạnh Giang Tuyết. Giang Tuyết Tình non nớt hơn mẫu thân vài phần, Giang Tuyết thì xinh đẹp yêu kiều. Đạo hữu, kết thúc nhân quả đã đến rồi. Giang Tuyết nhìn cánh cửa Đông Cực Thánh Cảnh, các tồn tại cường đại đang xuất hiện. Chứng đạo thiên quân, kết thúc nhân quả tình duyên. Tồn tại sắp chứng đạo sẽ bị nhân quả che thần hồn, quấy nhiễu tinh thần, không biết lợi hại, dễ dàng mà chết đi. Hôm nay Giang Tuyết sắp chứng đạo thiên quân, những người có thù với nàng đều thừa dịp chạy tới, làm nàng chịu kiếp số, không thể thành công thăng lên thiên quân, thậm chí chết đi. Giang Tuyết là một trong 2 thủ lĩnh đứng sau Huyền Thiên giáo chủ trong Huyền Châu, ngang hàng với Càn Khôn lão tổ hay Thiên Vi, từng dẫn dắt đại quân Huyền Châu chinh chiến thiên hạ, càn quét các quân hùng Tiên Châu gần Huyền Châu, trấn áp phe đối lập, mở mang bầu cõi cho Huyền Châu. Trong các tái kiếp của Giang Nam, Giang Tuyết và quần hùng các đại giáo môn, phó giáo chủ chém giết nhau, nàng có khá nhiều kẻ thù. Giang Tuyết rời khỏi Huyền Châu, đi vào sâu trong tiên giới mới được mở mang, sưu tầm thánh cảnh, tìm nơi gửi phận. Trong lúc này, Giang Tuyết lại tranh phong với các quần hùng, đánh thắng đối thủ, chiến đấu với tiên thiên sinh linh mới sinh ra đời trong tiên giới mới, chiếm Đông Cực Thánh Cảnh. Những gì Giang Tuyết trải qua trong thời gian đó có thể nói là một câu chuyện huyền thoại. Trong Đông Cực Thánh Cảnh, những tiên thiên tiên thú bị Giang Tuyết chấn áp, hàng phục cũng đã bắt đầu dục dịch. Chúng nó muốn thừa dịp này hại mạng Giang Tuyết. Hiện giờ tiên giới không còn như lúc thiên địa sơ khai. Trên đường khai thiên, sinh ra sinh linh cũng đã biến thành tồn tại cường đại. Thuở đầu khai thiên, tiên vương tiên quân xưng hùng được. Nhưng bây giờ sinh linh mới đã trưởng thành, cục diện ngang ngửa với tiên vương tiên quân của thời đại cũ. Các tồn tại cường đại của thời đại mới cắt cứ thế lực như cỏ mọc sau mưa, chiếm lĩnh các thánh địa, thánh cảnh. Có một ít thậm chí được thiên địa yêu thương, có 3.000 đại đạo tự động bay đến chọn làm chủ nhân, cực kỳ mạnh. Giáo môn lớn nhỏ lớp lớp, cách cục tiên giới thay đổi rất nhiều. Đạo quân chuyển thế gần đây cũng không dám nói mình có thể độc chiếm thiên hạ. Chỉ có thiên quân cường đại, đạo quân chuyển thế thời đại cũ mới hùng cứ một phương, không ai dám to gan trêu chọc. Giang Tuyết chưa được như thế, thế nhưng nàng chứng đạo thiên quân là có thể hùng cứ một phương. Lúc bấy giờ, Giang Tuyết Tình nhìn chằm chằm cánh cửa Đông Cực Thánh Cảnh, thầm giật mình. 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo đứng trong không trung, mỗi người đều siêu mạnh, cách cảnh giới thiên quân chỉ có một tờ giấy. Các giáo môn khác cũng có nhiều tồn tại siêu cường đại đi tới, bóng người thấp thoáng đều là tiên quân cực kỳ mạnh. Trong đó còn có cổ thần, ma đầu, yêu tộc, quái vật núp trong huyết vụ. Giang Tuyết Tình còn thấy một số bóng dáng cổ xưa là thiên quân của thời đại cũ. Thiên quân trong tộc hỗn độn cổ thần cũng có mặt, hình như là đám người linh nữ đại diễn cổ thần. Lại còn có hơi thở tịch diệt, không biết có phải là tịch diệt thú, người chăn nuôi gần đây hoạt động khắp nơi hay không. Nhưng trừ những tồn tại này ra, các thuộc hạ cũ của Huyền Châu cũng đến. Thánh quang, tiên quang vô cùng mạnh mẽ cũng hiện ra. Đạo vương Tịch Ứng Tình, Tịch Trọng, Lạc Khoa Âm, các cường giả đứng trong không trung, dẫn dắt mấy trăm vạn tiên nhân tinh duệ bày đại trận. Lại có hơi thở của các thiên quân lâu năm như Huyền Đô Thiên Quân, Cản Nguyên Thiên Quân. Có hơi thở đạo tổ, 4 trong 5 đạo tổ cũng đến đây. Những người này là thuộc hạ cũ của Huyền Châu, là đạo hữu của Huyền Thiên giáo chủ, chấn nhiếp quần hùng. Bọn họ đề phòng khi Giang Tuyết chứng đạo thiên quân
thì có tồn tại đẳng cấp thiên quân ra tay giết người. Trong các tầng hư không có thanh âm vang lên: Tiên giới bây giờ thế lực của Huyền Thiên giáo chủ đã không thể đối kháng với toàn thiên hạ. Đông Cực có chứng đạo tiên quân hay không phải xem thế lực thuộc hạ cũ của Huyền Châu và cường giả trong thiên hạ như thế nào, chênh lệch lớn bao nhiêu. Cường giả thời đại mới cũng nhỏ giọng nói: Tồn tại cổ xưa sinh ra trước khai thiên, chiếm ưu thế về thời gian, thế nhưng dù sao đã thuộc thời đại cũ rồi. Tương lai người thống trị tiên giới phải xem cường giả thời đại mới kìa. Tồn tại cổ xưa thời đại cũ đã định trước sẽ bị đào thải. Đông Cực sẽ là người đầu tiên, tiếp theo là các cường giả của thời đại cũ cao cao tại thượng này. Biểu tình của Càn Nguyên Thiên Quân cũng trầm trọng. Không thể coi thường kiếp số này được. Càn Nguyên Thiên Quân nhỏ giọng nói với Huyền Đô Thiên Quân: Nếu chỉ là kẻ thù cũ thì thôi, những cường giả trẻ thế hệ mới cũng tham gia náo nhiệt, dã tâm hừng hực, muốn nhân cơ hội này tuyên bố với thế nhân rằng thời đại của bọn họ đã đến. Đây là điều làm cho người ta phải nhức đầu nhất đấy. Huyền Đô Thiên Quân lắc đầu nói: Cường giả thế hệ trẻ còn thiếu chút lửa, tuy nhiều thiên tài nhưng quá xúc động, tạm thời không gây uy hiếp lớn cho thế hệ trước chúng ta được. Càn Nguyên Thiên Quân nói: Ta đang nói đến tương lai kìa. Nếu Đông Cực không vượt qua được cửa ải này thì tương lai thế hệ trước chúng ta gặp nhiều khiêu chiến hơn, không chừng sẽ bị cường giả thế hệ trẻ hợp sức khuyết tẩy. Cửa ải của Đông Cực cũng rất khó vượt qua. Đám lão quái vật đều muốn đục nước béo cò, các kẻ thù cũ của chúng ta có ai không nôn nóng muốn thử đấy. Huyền Đô Thiên Quân im lặng. Tiên giới bây giờ phát triển vượt qua dự tính của đám người thiên quân thế hệ trước, tình hình rực rỡ sáng lạn, trăm hoa đua nở. Các loại cường giả, các loại phe phái nhiều như cỏ mọc sau mưa, sóng ngầm cuồn cuộn. Có một số cường giả thế hệ trẻ đề nghị huyết tẩy thế hệ trước để cho bọn họ thống trị tiên giới. Các thế hệ trước thì mỗi người một ý, tranh đấu gay gắt, đâm bị thóc chọc bị gạo, lại dụ cường giả thế hệ trẻ xuống tay với đối thủ của mình, đâm dao sau lưng. Thiên hạ không có chủ thì tiên giới sẽ loạn một đoạn thời gian, đến khi nào đạo quân sinh ra thì đám người này mới yên phận lại. Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài nói: Không có đạo quân sinh ra, tiên giới sẽ càng lúc càng loạn, những người hừng hực dã tâm sẽ lên sân khấu. Đồng cực chứng đạo thiên quân, trận chiến này sẽ là mở đầu cho thế lực cũ và mới xung đột, trong đó sẽ lẫn thế hệ trước đấu đá với nhau, thật là nhức đầu mà. Càn Nguyên Thiên Quân than thở nói: Tình huống này chưa từng có trong 80 năm qua, ta cũng rất đau đầu. Lúc này hai thiên quân cổ xưa là Huyền Đô, Càn Nguyên lòng mấy động dương mắt nhìn. Đồng cực thánh cảnh đột nhiên nứt ra một cái khe, thần quang vô tận tuôn ra từ thánh cảnh tụ thành cột. Một vị thần nhân tẩm trong thần quang từ từ giáng xuống. Mắt hai thiên quân sáng lên liếc nhau. Càn Nguyên Thiên Quân cười nói: Chính chủ đã đến rồi. Huyền Đô sư huynh, chúng ta đi chứ? Đi. Huyền Đô Thiên Quân cười lớn cùng Càn Nguyên Thiên Quân rời đi. Huyền Thiên giáo chủ đã đến rồi. Lần này là kiếp số Đông Cực chứng đạo thiên quân, Huyền Thiên giáo chủ cùng lắm dính chút tình duyên. Nếu Huyền Thiên cứng ép can thiệp thì nhân quả càng sâu, Đông Cực không thể chứng đạo thiên quân được. Cái tên này không phải người tiên đạo ta, thế nhưng chuyện gì cũng xen vào được. Không lẽ xem mình là thần chúa tể tiên đạo hay sao? Không cần sợ hắn ta, Huyền Thiên giáo chủ không dám làm bậy đâu. Trong Đông Cực thánh cảnh lúc bấy giờ, Giang Nam đáp xuống đi tới bên cạnh hai mẹ con Giang Tuyết. Ánh mắt hai người giao nhau. Giang Tuyết Tình một tay nắm tay Giang Tuyết, tay kia nắm tay Giang Nam. Gia đình ba người nhìn thật đầm ấm. Giang Tuyết Tình ngước lên ngọt ngào nói: Phụ thân, đây là lần đầu tiên mẫu thân dịu dàng với ta như vậy. Giang Nam nắm tay Giang Tuyết Tình, nàng như một con đường tình cảm cho hắn cảm nhận sự ấm áp của Giang Tuyết phía bên kia. Giang Nam cười nói: Tuyết Tình của chúng ta lại lớn lên một chút nữa rồi. Người đã tu luyện đến cảnh giới không sinh, lão, tử, thanh xuân mãi mãi. Vì phụ thật lo cho ngươi, mãi mãi chỉ cao được có bấy nhiêu. Giang Tuyết Tình bĩu môi, kéo tay Giang Tuyết đặt vào bàn tay của Giang Nam. Giang Tuyết Tình chạy đi cười nói:
ta ra ngoài chơi, Vân Liên muội muội đang đợi ta. Giang Nam nắm tay Giang Tuyết, bình tĩnh nhìn nữ nhân đã ảnh hưởng cả đời của hắn này. Giang Tuyết bật cười. Tử Xuyên, người đến để rối loạn đạo tâm của ta, ngăn cản ta chứng đạo hay sao? Người đến thì đạo tâm của ta rối loạn, nếu người nói chuyện, không chừng lòng ta sẽ bị hòa tan. Giang Nam lắc đầu, thả tay Giang Tuyết ra, cùng nàng sóng vai đi trong Đông Cực Thánh Cảnh. Giang Nam bình tĩnh nói, sao ta có thể ngăn cản tỷ tỷ chứng đạo được? Đây là lý tưởng, là lý niệm của tỷ tỷ, ta sẽ thành toàn. Ta đến chỉ vì muốn xin tỷ tỷ chứng đạo chậm một chút thôi. Giang Nam nhìn Giang Tuyết, ánh mắt chân thành nói, tỷ tỷ chờ thêm 10 vạn năm đi. Chỉ cần 10 vạn năm, thực lực của ta có thể hư không tạo hóa, sáng tạo ra tam hồn tinh anh thánh quả, thất phách tinh anh thánh quả. Dùng loại báu vật này thì tỷ tỷ chỉ cần luyện lại đạo quả sẽ không bị nhân quả dây dưa, không cần chặt đứt bất cứ tình duyên cũng có thể chứng đạo thiên quân được. Giang Nam hít sâu, trầm giọng nói, ta có thể làm được điều đó. Giang Tuyết lặng lặng nhìn Giang Nam cất bước tiến tới, cười nói, Tử Xuyên, người đã cường đại đến mức này rồi, không uống là nam nhân ta nhìn chúng. Nhưng người làm như vậy vẫn là rối loạn lòng cầu đạo của ta. Thật ra kết thúc tình duyên giữa hai ta đã đủ, ngươi không cần tốn công luyện tam hồn thất phách tinh anh làm gì. Giang Tuyết đi trên mặt biển, cúi đầu cười nói, ta sẽ không nối lại tình duyên với ngươi đâu, bởi vì ta là chính ta. Ta sẽ không chia sẻ tiểu nam nhân của mình với nữ nhân nào khác cả. Nếu không giành được, vậy thì cắt đứt đi. Giang Tuyết bật cười nói, tiểu thư sinh, ngươi còn nhớ những tiểu thuyết chí dị mình đã đọc hay không? Thư sinh cứu Hồ Tiên, Hồ Tiên báo ân, kết hợp với hắn, sinh ra một nam một nữ cho thư sinh kia. Thế nhưng sau khi Hồ Tiên đưa nhi nữ cho thư sinh rồi, cuối cùng cũng đi xa. Tử Xuyên, ngươi không phải thần cường đại nhất, ngươi là tiểu thư sinh của ta. Ta trả tuyết tình cho Giang gia các ngươi, từ khi đó tình cảm chúng ta đã đến đoạn cuối rồi. Giang Nam đi song song cùng Giang Tuyết, châm chọc nói, tiểu thư sinh kia dù gì cũng không xứng với Hồ Tiên. Ngươi đừng nói vậy. Giang Tuyết nghiêm túc nói, ngươi nói thế nghĩa là nghi ngờ ánh mắt của ta hay sao? Tiểu nam nhân mà ta nhìn chúng là nam nhân xuất sắc nhất trên đời này. Hắn là thần linh cường đại nhất, hắn là dũng sĩ có thể xoay chuyển càn khôn, đảo điên hết thảy. Hắn là tình nhân hoàn mỹ nhất, dịu dàng nhất của ta. Thế nhưng... Ánh mắt Giang Tuyết buồn bã nói, nhưng khi hắn cần ta nhất thì đạo tâm của ta bị thù hận che mờ, chỉ biết lo báo thù. Khi ta báo thù xong, thỏa mãn rồi, đi tìm tiểu nam nhân mình yêu, hắn đã có nữ nhân khác rồi. Có lẽ ta không nên chọn báo thù, mà là làm bạn bên cạnh hắn ta, cùng hắn cố gắng, cùng hắn phấn đấu. Có lẽ nếu như vậy thì tình hình bây giờ đã khác rồi. Thật tiếc rằng ta không yêu hắn nhiều như nữ nhân kia yêu hắn. Nàng có thể vứt bỏ tất cả, canh giữ bên cạnh hắn, yên phận làm thê tử, còn ta thì không thể. Ta có chí hướng của mình, có dã tâm của mình. Ta không thể nào làm một thê tử hiền lành trở bên cạnh hắn được. Mắt Giang Tuyết mông lung như trong cơn mê vậy. Nếu vậy, ta sẽ làm nữ nhân khiến hắn mãi mãi không quên. Giang Tuyết nhìn Giang Nam mỉm cười, vuốt ve gò má của hắn. Giang Tuyết quyến rũ nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Tiểu nam nhân của ta, người sẽ như thư sinh trong tiểu thuyết chí dị, nhớ ta như thư sinh nhớ Hồ Tiên, mãi mãi không quên được ta. Ngày hôm nay qua đi, trong mắt ta thì ngươi là đạo hữu, còn trong mắt ngươi thì ta từng là thê tử của ngươi, mẫu thân của nữ nhi ngươi. Đối với ta thế là đủ. Hỡi người yêu dấu, xin đừng ngăn cản ta chứng đạo. Giọng Giang Tuyết hết sức dịu dàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để cho Hiên Vi chiếm mất trái tim của ngươi trước ta đâu. Giang Nam đứng trên mặt biển nhìn Giang Tuyết đi xa, mi mắt Giang Nam rũ xuống. Bên ngoài Đông Cực Thánh Cảnh, các tồn tại cường đại ứng kiếp tìm đến, dần thấy nghẹt thở, áp lực không thể tưởng tượng đè lên trái tim bọn họ, đè đạo tâm của họ. Nỗi sợ hãi vô biên ùa đến, quấn chặt bọn họ, khiến họ như rơi vào bóng tối vô tận, có vùng vẫy thế nào cũng không bắt được cọng rơm cứu mạng. Đó là hắc ám, nỗi sợ như thế nào đây? Thiên quân cổ xưa núp trong hư không cũng không vùng thoát ra được. Giang Nam nhắm mắt lại,
giọng khàn đục vang lên bên tai mỗi người. Tỷ tỷ của ta sắp chứng đạo thiên quân, các ngươi lại đây kết thúc nhân quả đi. Đừng sợ, ta sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng đừng làm quá. Nếu các ngươi quá đáng, các ngươi sẽ hối hận tại sao lại sinh ra trên đời này. Không khí yên lặng. Bên ngoài Đông Cực Thánh Cảnh có người thử rời đi, thế nhưng hoảng sợ phát hiện hư không tựa vách tường cực kỳ dày nặng, không xuyên qua được. Không khí tuyệt vọng lan tràn trong đám người. Những thiên quân cổ xưa từ xa đến, không e sợ bản lĩnh xuyên qua vách tường hư không bao phủ Đông Cực Thánh Cảnh này, thế nhưng ai dám làm đây? Quái vật mạnh nhất từ khi tiên giới sinh ra đến nay đang tọa trấn trong Đông Cực Thánh Cảnh, tỏ rõ nếu ai xuống tay với Giang Tuyết là giết kẻ đó. Nhưng nếu bỏ đi, báo hại Giang Tuyết không độ qua kiếp số, không chứng đạo thiên quân được thì cũng sẽ bị làm thịt. Trong khoảng cách gần như vậy, đám thiên quân cổ xưa chưa ra khỏi vách hư không đã bị Giang Nam giải quyết. Ai dám xuyên thủng vách tường bỏ đi đây? Rốt cuộc, đây là kiếp số của ai đấy? Có người cười khổ nói, chúng ta đến giết người, giáng kiếp cho người ta, bây giờ thì ngược lại. Mấy người khác cũng cười khổ. Cuối cùng một tiên quân phập phồng lo sợ đi vào Đông Cực Thánh Cảnh, cẩn thận tới gần Giang Tuyết. Tiên quân run giọng nói, Chúng ta chỉ là nhân quả nhỏ. Còn nhớ lúc trước nàng dẫn đại quân Huyền Châu giết đến La Châu, tiên vương bị nghiền dưới bánh chiến xa của nàng không? Đó là ta. Tiên quân xung quanh ngoái đầu nhìn Giang Nam ngồi trên mặt biển, nhắm mắt dưỡng thần, đánh bạo nói, khi đó ta thề cũng sẽ nghiền nát nàng dưới bánh xe của ta. Tiên quân đó lấy một chiếc chiến xa ra, ngoái đầu lại hãi hùng nhìn Giang Nam. Biểu tình của Giang Tuyết bình tĩnh cười nói, mời đạo hữu ra tay. Tiên quân kia nuốt nước bọt khan cười xòa, không dám. Đông cực đạo hữu lấy tóc thay người đi, ta nghiền qua tóc đạo hữu là thanh toán xong rồi. Giang Tuyết chém sợi tóc tơ xuống, thiên quân lái xe cán qua tóc tơ. Tiên quân nhảy xuống chiến xa, nghiêm túc nói, Đông Cực đạo hữu, từ nay nàng và ta không ai nợ ai. Ta đã giúp đạo hữu thành công chứng đạo, cáo từ, không cần tiến ta đâu. Dừng bước lại. Tiên quân biến mất nhanh như chớp, vách hư không nứt ra một cái khe để cho gã qua. Bên ngoài Đông Cực Thánh Cảnh, mọi người nhìn nhau thầm nghĩ, tên này danh ma thật, chẳng những giải quyết nhân quả cũng không tổn thương Đông Cực chút gì, còn định bỡ giúp nàng chứng đạo thành công. Bản lĩnh này cao hơn người một bậc, không uống là cường giả thời đại cũ mà. Càng nhiều người kéo vào Đông Cực Thánh Cảnh. Đông Cực đạo hữu, còn nhớ năm xưa trong loạn quân, Tranh Tông bị nàng làm nhục, 9 phân thân bị đánh hội đồng té xuống đất hay không? Một tiên quân cao to vạm vỡ oai phong quát lên, không nhớ sao? Không sao, ta nhớ là được. Hôm nay ta cắt đứt nhân quả, trợ giúp đạo hữu chứng đạo thiên quân. Đông Cực đạo hữu, hắn lấy một giọt máu biến thành phân thân, ta đánh ngã phân thân giọt máu của đạo hữu là được. Sau đó hai ta bỏ qua ân oán này. Đông Cực đạo hữu thấy sao? Đông Cực đạo hữu có nhớ ta không? Lúc tiên giới mới mở mang, ta khó khăn lắm mới tìm được một tòa tiên thiên kim tinh tiên sơn. Vừa định luyện hóa tiên sơn thì bị người đánh cho một gậy. Loáng thoáng thế là đạo hữu ra tay. Bây giờ trả tiên sơn lại cho ta, để ta gõ lại một gậy là chấm dứt nợ nần. Sao? Không trả ư? Thiên tài địa bảo, người có tài thì được. Đạo hữu nói cũng có lý. Vậy thôi, đạo hữu tượng trưng trả một góc nhỏ là được. Đông Cực đạo hữu có nhớ lúc tiên giới mới mở mang không lâu không? Chuyện đại vu bảo địa kia nhớ không? Năm xưa đạo hữu đặt cạm bẫy trong đại vu bảo địa, làm cho người ta cho rằng trong đó có kho báu. Nào biết rằng bên trong là túy tiên ma cảnh, đi vào sẽ say ngất ngây nguyên thần đạo quả. Bảo bối bị cướp sạch, ta nằm trong số đó. Các cường giả tìm Giang Tuyết chấm dứt nhân quả. Cái gọi là nhân quả lợi hại, nhân quả có lớn có nhỏ, khi lớn khi nhỏ, lợi hại là đây. Lòng động ác niệm thì lợi hại rất nguy hiểm, sinh lòng từ bỏ thì lợi hại biến mất. Sa môn đại giáo của Khổ Hạnh Thiên Tôn có một câu kinh điển là bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Có câu bảo cắt thịt cho hổ ăn, đạo lý trong đó nói lên nhân quả lợi hại. Ảo diệu chứng đạo thiên quân là diệu quyết chứng đạo thiên quân thời đại Sa môn.
bắt chặt nhân quả không buông tay sẽ khiến lợi hại trở nên nguy hiểm, dẫn đến kiếp số. Người tìm Giang Tuyết chấm dứt dần dần tăng lên nhiều thêm, nhưng không khó xử nàng, chủ động kết thúc nhân quả rồi rời đi. Giang Nam đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy mấy đạo quân áo đỏ trong đám người. Giang Nam hừ mạnh, mấy đạo nhân đó bỗng nổ tung biến thành mấy khí tịch diệt. Trong khí tịch diệt truyền ra tiếng thú gầm làm ra đầu ớn lạnh. Các đầu thú dữ tợn thò ra lại bị khí tịch diệt xóa tan. Đó là hàng trăm tịch diệt thú. Là người chăn nuôi dưới tay tịch diệt đạo nhân sao? Quần hùng xôn xao, toát mồ hôi lạnh, Thẩm La nguy hiểm quá. Mới vừa rồi có người chăn nuôi của tịch diệt đạo nhân âm thầm giấu mấy trăm tịch diệt thú lẫn vào trong đám đông, tùy thời ra tay với Giang Tuyết. Nếu bọn họ đột nhiên giết Giang Tuyết thì Giang Nam tức giận huyết tẩy thiên hạ, người trong Đông Cực thánh cảnh không ai sống trở ra được. Giang Nam từ từ khép mắt lại. Huyết Tổ, Ma Kha, các người đã trở thành người chăn nuôi của tịch diệt đạo nhân rồi sao? Giang Nam thản nhiên nói. Quay về nói cho tịch diệt đạo nhân biết được, đừng chọc vào ta. Những người khác dù là đế và tôn cũng không phá nổi tiên thiên tịch diệt của ngươi, thế nhưng ta làm được, luyện hóa hắn được. Chân thân của tịch diệt đạo nhân chưa hoàn toàn thoát khốn, trước mắt không phải đối thủ của ta, nên hãy yên phận đi là hơn. Huyền Thiên, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi nghĩ Huyết Tổ ta sợ ngươi sao? Trong không trung mới vang lên tiếng chửi thì Giang Nam chỉ một cái, một luồng sáng đỏ lóe lên, máu đỏ ập xuống từ bầu trời, mùi tanh nồng nặc. Hư không khẽ rung, một hơi thở khác xuyên qua vách tường hư không, chắc là Ma Kha Thiên Quân ra tay cứu Huyết Tổ bị thương nặng đi. Âm 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 âm. Tại thiên cao nhất của tiên giới, Đại La Thiên, pháp bảo thiên tối cao khủng bố này không ngừng run rẩy, nhanh chóng thức tỉnh. Đại La Thiên là một chỉnh thể, thế nhưng linh kiện trong đó do tiên thiên bất diệt linh quang hình thành pháp bảo ghép lại, chỉ một giây là nguyên Đại La Thiên đã hoàn toàn thức tỉnh. Trước kia tịch diệt đạo nhân từng ăn cháy đắng vì Đại La Thiên, khi đó Giang Nam để lại hậu chiêu, bản thân hắn thì đi đạo quân điện. Hiện giờ Giang Nam trở về, uy lực Đại La Thiên còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ma Kha Thiên Quân mới túm Huyết Tổ chạy ra khỏi vách tường hư không, chợt này linh cảm biến sắc mặt. Nguy rồi, đi từ dưới lòng đất vậy. Ma Kha Thiên Quân và Huyết Tổ chui xuống lòng đất. Huyền Thiên, vì muốn tìm ra vị trí của sư tôn tịch diệt nên sẽ không xuống tay giết chúng ta. Bây giờ chỉ còn một cách là liên tục lặn xuống dưới, mãi đến khi nào trốn khỏi tỏa định của Huyền Thiên giáo chủ. Hai chúng ta đều có khai thiên khí vận và công đức, sẽ không chết đâu. Huyền Thiên không làm gì được chúng ta được. Kiếp trước Huyết Tổ là một đạo quân, sau khi chuyển thế cỡ một vạn năm, giờ đã phục hồi đến cảnh giới thiên quân. Nhưng Giang Nam chỉ điểm một chỉ, làm cho Huyết Tổ bị thương nặng, liên tục ho ra máu, tinh khí bị xói mòn. Khiến Ma Kha Thiên Quân kinh hoàng là Huyết Tổ được khai thiên khí vận, công đức của tạo hóa chi môn, thế nhưng nó không bảo vệ Huyết Tổ được, suýt bị ngón tay của Giang Nam chọt chết. Không nhìn khai thiên khí vận, công đức sao? Không lẽ hắn đã đến đẳng cấp đạo quân rồi sao? Ma Kha Thiên Quân dùng mình kết nối khí huyết của Huyết Tổ và mình lại. Ma Kha Thiên Quân quát lớn. Khí vận của ngươi và ta đã gắn liền, công đức liền nhau. Công đức khí vận chồng chất lên nhau, tiền giới sao bảo vệ hai ta? Giờ ta thi triển cấm đoạn đại thuật, chế tạo một đoạn bình chướng, bích lũy, ngăn cách Huyền Thiên cảm ứng để thừa dịp trốn thoát đi. Huyền Thiên đừng mơ tưởng mà tỏa định chúng ta được. Khai thiên khí vận công đức của Huyết Tổ và Ma Kha Thiên Quân hợp nhất bao phủ hai người lại. Mặt đất tiên giới trở nên dày nặng, Đại La Thiên tỏa định bị ngăn cách một chút. Ma Kha Thiên Quân lại hét lớn. Chính là lúc này đấy. Ma Kha Thiên Quân dẫn động cấm đoạn đại thuật, ở sau lưng của gã tịch diệt kiếp hình thành cấm khu. Trong Đông Cực thánh cảnh lúc này, Giang Nam nhướng mày. Đại La Thiên ở thiên cao nhất tiên giới cũng dần yên lặng, trở về bình tĩnh, không còn uy thế mới vừa rồi khiến người sợ hãi nữa. Giang Nam bình tĩnh nói. Tịch diệt đạo nhân không biết sâu cạn của ta thế nào, chắc sẽ yên phận một lát thôi. Mấy chục ngày sau, các nhân quả lớn nhỏ được tiêu trừ. Mấy thiên quân núp trong hư không tự động giải mở nhân quả rồi rời đi. Thần hồn thiên quân không dính nhân quả. Mấy thiên quân này đến vì Giang Tuyết là cường giả phe đối lập, từng có ân oán với bọn họ.
Tuy thiên quân không dính nhân quả, nhưng nếu thiên quân quyết túm chặt nhân quả là có thể làm đối phương không chứng đạo thiên quân được, có thể khiến đối phương gặp nạn, thân tử đạo tiêu. Mấy thiên quân ôm ý định này, nhưng giờ có Giang Nam tỏa chấn, bọn họ không dám cản rỡ, đành chủ động giải nhân quả với Giang Tuyết để mặc cho nàng bình an độ qua kiếp số. Trong Đông Cực Thánh Cảnh cũng dần ít người đi, cuối cùng một số tiên thiên, tiên thú cường đại đến cắt đứt nhân quả, tự lặn xuống đáy biển, núp vào dãy núi. Trong Đông Cực Thánh Cảnh chỉ còn lại Giang Nam và Giang Tuyết. Giang Tuyết khẽ rên, lắc eo, chín cái đuôi phát huy sau lưng, khuấy động khung trời. Trên chín cái đuôi, chín nữ nhân xinh đẹp quát lên, lấy tuệ kiếm biến ra từ đại đạo. Đại đạo này là đại đạo bên trong 3.000 đại đạo biến ra. Giang Tuyết không được nhiều đại đạo, bên trong 3.000 đại đạo chỉ có 2 cái. Trong đó một đại đạo đã viên mãn, nàng bổ sung đầy đủ, đây là vốn gốc cho nàng chứng đạo thiên quân. Giang Tuyết há mồm phun đạo quả, đạo cung mênh mang, nguyên thần tọa chấn trong đạo cung. Chín nữ nhân xinh đẹp hô tuệ kiếm chém vào đạo quả đạo cung, đứng trên nguyên thần của Giang Tuyết. Trên nguyên thần còn một sợi tơ tình quấn quanh, khóa nguyên thần của Giang Tuyết lại. Nhát kiếm chém xuống, tơ tình kêu leng keng. 3.000 đại đạo trình độ viên mãn, mạnh mẽ biết mấy. Tuệ kiếm chém, dù là thiên quân cũng không dám cản rỡ, không dám đỡ. Nhưng tơ tình không đứt, Giang Tuyết lại chém tơ, vẫn không dứt mẻ. Giang Tuyết nhìn Giang Nam, dịu giọng nói: Tử Xuyên, người vẫn không muốn thả ta đi sao? Giang Nam chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, rơi xuống biển tiên ở dưới chân. Tuệ kiếm chém xuống, tơ tình đã đứt. Giang Nam mở mắt ra, nữ nhân mà hắn yêu suốt đời biến thành một con hồ ly trắng đỉnh thiên lập địa. Chín cái đuôi lắc lư sau lưng, hồ ly nhảy lên không trung, cảm nhận đại đạo từ thiên địa ập đến gia cố. Giờ phút này thiên địa rực rỡ chói chang. Thật lâu sau dị tượng chứng đạo thiên quân cũng biến sắc. Hồ ly trắng chín đuôi biến thành nữ nhân áo trắng hành lễ chào Giang Nam từ xa. Nữ nhân thỏ thẻ nói: Đạo hữu. Giang Nam không đáp lễ, môi mấp máy: Tỷ tỷ. Giang Tuyết Tình lén quay về Đông Cực Thánh Cảnh, nhìn xung quanh thở phào: Mẫu thân, phụ thân đi rồi sao? Giang Tuyết Tình cười nói: Khi phụ thân ở đây thì ta hơi sợ. Hey, phụ thân của ngươi uy nghiêm quá nặng, đến nỗi chấn áp nguyên thời đại tiên đạo. Giang Tuyết vuốt tóc Giang Tuyết Tình nói: Trước mắt tồn tại sống trong thời đại tiên đạo mà không sợ hắn thì chưa đếm hết một bàn tay. Giang Tuyết Tình thẻ lưỡi cười hỏi: Tại sao phụ thân lại không vui? Chặt đứt nhân quả là sao? Bởi vì ta chứng đạo thiên quân, phải chặt đứt nhân quả, tơ tình cũng nằm trong số đó. Giang Tuyết lấy đạo quả ra cho Giang Tuyết Tình xem đạo cung của mình. Không có nhiều thiên quân làm điều này, vì đạo quả đạo cung tuy ổn định, thế nhưng nguyên thần chứa bên trong rất yếu ớt. Nguyên thần là gốc của mạng sống, nếu bày ra điểm yếu bị người ta xuống tay tấn công sẽ rất nguy hiểm. Đương thời nguyên thần của mọi người không có nhiều năng lực công kích, cần hết sức che chở. Trừ hai người xứ lạ đến từ vũ trụ khác như Đế và Tôn là khác loài. Nguyên thần của Đế và Tôn được ưu đãi, vô cùng cường đại, kinh người hơn cả năng lượng chứa trong đạo quả. Nguyên thần còn có lực công kích, phòng ngự mạnh như pháp bảo. Nguyên thần của Đế và Tôn như hai tiên thiên linh bảo tọa chấn trong tiên giới. Lúc này các loại thiên địa đại đạo không ngừng giao thác, xây dựng đạo quả cho Đế và Tôn bên ngoài nguyên thần của hai người. Không ai biết khi đạo quả hoàn thành, Đế và Tôn sống lại sẽ mạnh đến mức nào. Đạo quả của Giang Tuyết thua xa Đế và Tôn, nhưng nàng đã chứng đạo thiên quân, đạo quả khác với trước kia. Giang Tuyết khoe đạo quả, đạo cung, nguyên thần của mình cho Giang Tuyết Tình xem. Đạo quả không giữ chút bí mật nào, tựa như thánh cảnh, bên trong chứa tiên đạo thập trọng thiên. Trong đó trọng thiên thứ 10 có một nguyên thần hồ ly chín đuôi tọa chấn. Giang Tuyết cười nói: Nhân quả chính là nghiệp lực, là nghiệp niệm. Yêu, hận, ghét, dục, tham, sân si đều biến thành nhân quả. Sợ nhân quả dây dưa quấn chân nguyên thần, quấy nhiễu thần trí của ngươi, che đi trí tuệ. Khi nó bùng nổ sẽ làm cho ngươi ngơ ngẩn, không biết sự lợi hại. Muốn chứng đạo thiên quân phải hợp đạo, hợp thiên địa đại đạo, chúng sinh đạo, vạn vật đạo. Có những sợ nhân quả này, ngươi không thể hợp thiên địa đạo, chúng sinh đạo, vạn vật đạo được. Nên thiên quân hợp đạo cần cắt nhân quả, nếu không cắt đứt được thì không thể chứng đạo quân. Sau khi chứng đạo thiên quân,
nhân quả không còn dây dưa nguyên thần giống như thế này. Giang Tuyết Tình nhìn chằm chằm đạo quả của mẫu thân mình. Giang Tuyết đã cắt nhân quả, thế nhưng ý niệm sinh ra vẫn có nhân quả mới sinh thành. Tuy nhiên các nhân quả không quấn vào nguyên thần mà là đạo quả. Cảnh giới thiên quân, nhân quả không thể che phủ nguyên thần. Tuy thiên quân vẫn bị nhân quả quấn quanh, thế nhưng nguyên thần không dính đạo quả thì thông suốt hiểu lợi hại, có thể mượn lực lượng hùng hồn từ thiên địa đạo, chúng sinh đạo, vạn vật đạo gia cố vào bản thân, là chủ thiên địa nên gọi là thiên quân. Giang Tuyết khẽ thở dài. Phụ thân của ngươi không vui vì ta cắt tình duyên với hắn, không để duyên tình quấn nguyên thần, dù nối lại tình duyên thì chỉ quấn quanh đạo quả. Giang Tuyết Tình khó hiểu hỏi, vậy có gì khác sao? Giang Tuyết trả lời, một là để ý, tình sinh ra từ tim, một là vô tình, chỉ là yêu dục quấn mặt ngoài đạo quả. Trên đời này cách chính đạo thiên quân chính tông truyền thống nhất là chém nhân quả, ngoài ra có cách tịch diệt hỗn độn công đức chính đạo, tam hồn thất phách tinh anh, các thiên tài địa bảo cũng giúp né qua kiếp thiên quân. Thế nhưng cường đại nhất, hoàn mỹ nhất là bốn vị một thể như phụ thân của ngươi vậy. Luyện pháp, thân, đạo, quá thành một thể. Thân vừa là thân, là đạo, là quá, không sợ nhân quá dính vào người. Nhưng cách chứng đạo pháp của hắn quá khó khăn, ta không học được. Nhìn chung các thời đại tiền sử, chưa đến 10 người học được tinh hoa trong đó. Sau này nếu ngươi chứng đạo tiên quân, tốt nhất là đi đường giống phụ thân của ngươi, đừng bắt chước ta. Thành tựu của hắn lớn nhất kìa. Giang Tuyết lấy 3.000 đại đạo khác ra nhìn chằm chằm, lẩm bẩm nói, pháp môn của vi nương không được chính thống, có nhiều tai họa ngầm, có thể thành công hay không thành công còn chưa biết được. Thiên địa đạo, chúng sinh đạo, vạn vật đạo, trời nếu có tình trời cũng sẽ ra, bởi vậy không cho phép nhân quả dây dưa. Thế nhưng chúng sinh có tình, vạn vật có tình, chẳng lẽ không có con đường lấy tình hợp đạo hay sao? Giang Tuyết Tình nghe mà có hiểu cái không. Tuy Giang Tuyết Tình đến cảnh giới không sinh, không lão, không tử, thế nhưng cách thiên quân cảnh giới còn một khoảng cách. Lý do chính vì Giang Tuyết Tình đi đường thần đạo là con đường mà Giang Nam đã đi. Thần đạo quá khó khăn, phía trước lại có vật khổng lồ là Giang Nam đứng. Muốn mở một con đường khác khó hơn những con đường khác gấp trăm lần. Nếu Giang Tuyết Tình có thể mở con đường khác thì thành tựu sẽ mạnh hơn nhiều người. Tuyết Tình, cố nhân của vi nương rất nhanh sẽ đến, chúc mừng ta chứng đạo tiên quân. Giang Tuyết cười nói, người hãy đi cùng vi nương. Giang Tuyết Tình gật đầu. Quả nhiên không lâu sau, Tịch Ứng Tình, Đạo Vương, Tinh Quang, Minh Thổ, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, các cố nhân của Huyền Châu đến thăm chúc mừng. Bốn đạo tổ đích thân giáng lâm, Càn Khôn Lão Tổ cũng đến, Tử Tiêu Tiên Quân, Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung Tiên Quân, Băng Liên Thánh Mẫu, các tay chùm cũng đến. La Hầu La Ma Tổ không đến, chỉ phái Ma Thiên Tiểu Đồng đưa quà. Một lúc sau, các tồn tại cổ xưa như Cản Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Mông Tốn cũng tự mình đến thăm. Lại có Vạn Vật Đạo Tổ, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Trọng Quang Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân phái người đưa quà. Một vài thế lực đối địch cũng sai người tới báo danh. Huyết Tổ, Ma Kha Thiên Quân cũng phái người đưa quan tài đến. Thiên Vi từ trên Đại La Thiên xuống dưới, mang Tiểu Vân Liên chúc mừng Giang Tuyết, chỉ vắng mặt Giang Nam. Đông Cực Thánh Cảnh rất náo nhiệt. Quần hùng tiến tới chúc mừng, mang đến rất nhiều thế hệ trẻ bên trong tiên giới. Các thế lực tiên giới có nhiều thế hệ trẻ mới được sinh ra khi khai thiên, được thiên địa chăm sóc, tính cách thì vênh váo, lỗ mũi hính lên trời, thực lực siêu kinh người, hơn xa các trưởng bối ngày xưa. Những đứa trẻ sinh ra thuở mới khai thiên, khắp nơi có thiên tài địa bảo, nương theo thiên địa, trung tú chi khí tầm bổ, bẩm sinh thần thánh. Đám nhóc tụ tập lại, không ai phục ai, phải cho tài một phen. Trong đó, có nhi tử của Tịch Ứng Tình, nhi tử của Nhạc Gấu Nương, có nữ nhi của Thiếu Hư, có một bé trai không biết tên, Lạc Hoa Âm bắt cóc ở đâu về. Lại có nhi tử của Linh Lung Thiên Quân, có công chúa thứ hai của Càn Nguyên Thiên Quân cùng Từ Hạm Đạo Mẫu. Sau khi Mông Tốn Đạo Quân chu sát Thần Mẫu Đạo Quân xong, thần hồn sinh linh thời đại thần đạo cũng chuyển thế. Gã tìm được chuyển thế của nhi tử yêu quý của mình. Lại có Ngọc Kinh Thiên Quân phái thế hệ trẻ là Long Ngạn đến đá quán. Có Định Quang Tiểu Đồng
thiên linh nữ đồng mà Vô Tà Thái Nhất Thiên Quân phái đến. Mấy ngàn tiểu bối toàn là tinh anh trong tinh anh tụ tập lại với nhau, tất nhiên sẽ gây chuyện thị phi. Một đám tiểu bối bày lôi đài trong Đông Cực Thánh Cảnh luân phiên đại chiến, đánh nhau túi bụi. Đánh nhau một trận bộc lộ nhiều tiểu bối nổi bật, gây chú ý nhất là nhóm Long Ngạn, Định Quang, Ma Thiên, Thiên Linh, Vân Liên, Linh Châu Tử không có mặt. Sau này linh nữ phải đứa nhóc đến chúc mừng rất kinh người, lần lượt đánh thắng đám người Long Ngạn, Thiên Linh, tài nghệ chấn áp quần hùng. Đám người Bông Tốn Đạo Quân, Càn Nguyên Thiên Quân nhìn nhau thầm hoảng sợ. Sao tiểu tử này? Giang Tuyết nhíu mày nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là Nguyên Trung? Chắc là Nguyên Trung rồi. Huyền Đô Thiên Quân cũng trầm giọng nói, chắc là Nguyên Trung rồi. Khi hắn ra tay thì nhanh nhẹn, nặng nề, có tiếng chuông vang. Khai thiên khí vận, công đức Nguyên Trung thâm sâu hơn các tiên thiên pháp bảo khác rất nhiều. Nguyên đỉnh nguyên tháp không ra, e rằng không ai tranh phong được. Mà đứa nhỏ này tên là gì vậy? Có thiên nhân đi tìm hiểu, trở về báo cáo, tên là Trung Thiên. Hồng đạo nhân suy tư nghĩ, Trung Thiên xuất thế, sinh linh biến ra từ khai thiên khí vận, nguyên tháp, nguyên đỉnh chắc cũng sắp thế hết rồi. Thế nhưng không biết hai tiểu đồng này hoa lạc vào nhà ai. Vẻ mặt của mọi người trầm ngâm, rất trầm trọng. Sinh linh được khai thiên khí vận, công đức dày nặng như thế sẽ không tầm thường. Hồng đạo nhân cười nói, có nhiều kỳ tài như thế thì tiên đạo sẽ hưng thịnh lên thôi. Trung Thiên đánh thắng Tiểu Vân Liên, lại khiêu chiến với Định Quang, Định Quang cũng không đánh lại. Trung Thiên cười nói, không có anh hùng, không ai đấu nổi một trận với ta được hay sao? Nhưng bản lĩnh của các ngươi không tệ, tương lai ta làm Hỗn Độn Tiên Đế, các ngươi làm thần tử trong triều của ta đi. À phải rồi, tiểu cô nương nhà ai cũng không tệ, có thể đấu với ta một đoạn thời gian, làm ta tốn chút công sức mới đánh bại được. Ngươi hãy làm đại hoàng hậu của ta, còn ngươi làm Tây Cung nương nương, ngươi làm Đông Cung. Đám nhóc cùng phun nước miếng. Định Quang giận dữ nói, đại tỷ của ta ở đây, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Đại tỷ, cái tên này thật đáng ghét à. Đại tỷ, hãy dạy cho hắn một bài học đi. Thiên Linh không phục nói, đúng vậy, để đại tỷ của chúng ta lên đi. Tiểu Vân Liên e sợ cho thiên hạ không loạn, ngẩng cao đầu nói, tỷ tỷ, xuống dưới đánh hắn đi. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân khó hiểu, nhìn nhau hỏi, đại tỷ là ai vậy? Chẳng lẽ là sinh linh do khí vận nguyên đỉnh, nguyên tháp biến thành, đã xuất thế và đến đây rồi sao? Thiên Vi, Giang Tuyết cùng lúng túng. Thiên Vi đẩy Giang Tuyết Tình cười nói, bọn họ đang kêu ngươi kìa, không mau đi xuống đi. Giang Tuyết Tình không chịu, nhăn nhó nói, toàn là một đám nhóc, ta không so tài với bọn họ, có thắng cũng không hay ho gì. Trung Thiên ngước lên thấy Giang Tuyết Tình, mắt sáng rực cười nói, ngươi là đại tỷ của bọn họ sao? Nếu ngươi chống đỡ được mấy hiệp thì ta sẽ khiến cho thiên linh nhường lại vị trí đại hoàng hậu cho ngươi, để ngươi làm chính cung nương nương của ta. Giang Tuyết Tình vừa xấu hổ vừa tức giận, từ bên cạnh Giang Tuyết lao xuống, biến thành thần quang bay hướng Trung Thiên. Trung Thiên mừng rỡ, trong người chuyển ra tiếng chuông du dương và xa xăm, đến rất hay, ta sẽ đánh bại ngươi. Âm 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 âm, Đông Cực Thánh Cảnh rung lắc dữ dội. Trung Thiên đỡ một kích của Giang Tuyết Tình, bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, rất là giật mình. Sau lưng của Giang Tuyết Tình bay ra 9 Giang Tuyết Tình, đè Trung Thiên xuống đất mà đấm đá. Chớp mắt, Trung Thiên mặt mũi bầm dập la hét, quần hùng trong bữa tiệc hoảng sợ, Huyền Thiên giáo chủ thật lợi hại, nhất môn ngũ kiệt. Quần hùng rất là cảm thán, bây giờ Giang Nam đã không quan tâm đến chuyện đời, dần ít xuất hiện trước mặt quần hùng, thế nhưng sức ảnh hưởng thì càng ngày càng lớn. Cuộc chiến vạn năm trước, Chu Sát Thần Mẫu Đạo Quân, phút cuối Giang Nam ra tay, khởi động Đại La Thiên, đánh thẳng tới hang ổ của Tịch Diệt Đạo Nhân, ám toán gã, buộc Tịch Diệt Đạo Nhân yên phận một vạn năm trời. Mãi đến gần đây, Tịch Diệt Đạo Nhân mới hành động lại. Lần này Giang Nam xuất hiện là vì Đông Cực sắp chứng đạo thiên quân, hắn đến cắt đứt nhân quả. Tuy Giang Nam ít lộ mặt, thế nhưng sức ảnh hưởng thì chảy rộng hai vũ trụ tiên ma, thời đại tiên đạo. Cường giả xuất thân từ Huyền Châu nở hoa khắp hai giới tiên ma. Trong năm đạo tổ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ là nhi tử của Giang Nam.
Hiện giờ lại xuất hiện thêm Giang Tuyết Tình, nghĩa nữ Tiểu Vân Liên cũng có tư chất đạo quân, tương lai sẽ giành một góc trong tiên giới. Một môn năm đạo quân, thiên hạ lại chỉ có một nhà.